Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Talk Show, chuyên gia nhà khoa chia sẻ về điều trị tật khúc xạ. Chương trình được thực hiện bởi Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Trang Hà Nội thuộc chuỗi hệ thống Bệnh viện Mắt Hitech. Đến tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời đến thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội. Xin chào bác sĩ. Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị tình trạng cận thị, viễn thị và loạn thị, gọi chung là các tật khúc xạ. Vậy đó là những phương pháp nào ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, cận thị, viễn thị hay loạn thị thì được gọi chung là tật khúc xạ. Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ thì tật khúc xạ là một bất thường phổ biến nhất trong nhãn khoa và đó là một cái nguyên nhân giảm thị lực hàng đầu trong nhãn khoa. Ngày nay thì có rất nhiều cái phương pháp để phẫu thuật tật khúc xạ như là phương pháp LASIK, Femtolasik, SmartFET hay SMILE. Tuy nhiên là cái phương pháp LASIK để phẫu thuật tật khúc xạ là cái phương pháp được thực hiện phổ biến nhất trên mắt của bệnh nhân trên toàn thế giới và ở nước ta hiện nay. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì đối với phẫu thuật LASIK, trước khi thực hiện phẫu thuật thì bệnh nhân cần lưu ý những điều gì ạ? Vâng, trước khi mà phẫu thuật LASIK thì bệnh nhân cần lưu ý là bệnh nhân phải từ 18 tuổi trở lên vì lúc đấy độ dày sắc mạc của bệnh nhân đã được ổn định. Đồng thời là khúc xạ của bệnh nhân phải được ổn định, có nghĩa là không tăng quá 0,5 dioc trong vòng 6 tháng. Khi bệnh nhân đang đeo áo choàng mềm thì mình dừng áo choàng mềm trong vòng 2 tuần. Đấy, và bệnh nhân đang đeo áo choàng cứng thì mình dừng áo choàng cứng ít nhất là 1 tháng. Và đặc biệt là bệnh nhân phải có nhu cầu phẫu thuật. Với những bệnh nhân cận thị thì chúng ta có thể phẫu thuật dưới 15 dioc. Bệnh nhân loạn thị là phải dưới 6 dioc. Bệnh nhân viễn thị có thể dưới 6 dioc nữa. Và căn cứ trên độ dày sắc mạc của bệnh nhân chúng ta có thể chỉ định được là bệnh nhân mổ được bao nhiêu dioc. Vâng, có khán giả thắc mắc như sau, sau 40 tuổi thì có phẫu thuật được LASIK không ạ? Vâng, sau 40 tuổi thì chúng ta vẫn có thể phẫu thuật được LASIK. Tuy nhiên có vấn đề xảy ra là sau 40 tuổi là những người bình thường là đã có hiện tượng lão thị, tức là mình sẽ phải đeo kính lão thị bọc sắt. Chính vì vậy, dựa trên từng bệnh nhân sẽ có hai trường hợp xảy ra. Bệnh nhân muốn nhìn xa tốt thì lúc đấy chúng tôi phải chỉ định phẫu thuật là hết số cận của bệnh nhân để bệnh nhân có thể nhìn xa tốt. Nhưng lúc đấy khi nhìn gần bệnh nhân lại phải đeo kính lão sắt. Trường thứ hai xảy ra là bệnh nhân muốn là nhìn gần không phải đeo kính. Vì vậy chúng tôi sẽ phải chỉ định mổ cái độ cận là còn lại một chút để cho bệnh nhân khi nhìn gần sẽ không phải đeo kính nhưng nhìn xa bệnh nhân sẽ không đạt được thị lực tối đa. Chính vì vậy chúng tôi phải khám trực tiếp trên từng bệnh nhân để theo dõi xem là bệnh nhân có những cái nhu cầu công việc sinh hoạt như thế nào, tùy trên từng bệnh nhân cụ thể để có thêm những cái chỉ định phù hợp cho bệnh nhân. Vâng. Và có khá nhiều người lo ngại là phẫu thuật thì sẽ gây đau đớn. Vậy đối với phẫu thuật LASIK thì có gây đau đớn gì không thưa bác sĩ? Vâng, khi nói đến phẫu thuật thì ai cũng nghĩ là đau đớn. Tuy nhiên khi phẫu thuật LASIK thì hoàn toàn không đau đớn. Trước khi mổ là bệnh nhân được nhỏ thuốc tê vào phòng mổ và bệnh nhân không cần phải tiêm tê cũng không cần phải gây mê. Cuộc mổ thời gian hai mắt của bệnh nhân chỉ diễn ra trong vòng 15 đến 20 phút. Vâng ạ. Cũng có bệnh nhân thắc mắc là phẫu thuật LASIK thì có gây tổn hại gì cho mắt không? Vâng, phẫu thuật LASIK về nguyên tắc là mình dùng tia laser để làm bay hơi một phần nhu mô của sắc mạc. Chính vì vậy thì cơ bản là phẫu thuật LASIK hoàn toàn không gây tổn hại gì cho mắt. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân mà độ dày sắc mạc mỏng thì lúc đó cái nguyên tắc để chúng ta đảm bảo được là sắc mạc của bệnh nhân được tốt sau mổ là phải bền và chắc. Cho nên những cái bệnh nhân mà độ dày sắc mạc mỏng quá thì cũng không nên mổ. Vì để đảm bảo cái độ ổn định của sắc mạc thì không đảm bảo được thì lúc đấy chúng ta phải lựa chọn là không nên mổ những độ dày sắc mạc quá. Vâng, có một khán giả gửi câu hỏi tới chương trình với nội dung như sau. Tôi muốn hỏi về khả năng tái cận sau khi phẫu thuật LASIK. Và nếu bị tái cận thì có thể phẫu thuật LASIK lần nữa được không? Bác sĩ giải đáp. Vâng. Về khả năng tái cận của bệnh nhân sau mổ LASIK thì bệnh nhân đã được chỉ định là sau 18 tuổi mới mổ. Đồng thời là khúc xạ của bệnh nhân phải ổn định thì mới được mổ LASIK. Và ngày nay thì với những cái sự phát triển khoa học hiện đại
những cái máy mổ LASIK rất là hiện đại, cho nên là cái khả năng tái cận sau mổ rất là hiếm. Tuy nhiên là có những cái bệnh nhân sau mổ mà công việc người ta phải dùng đến vi tính rất là nhiều và nhiều giờ trong ngày thì khả năng tái cận vẫn có thể xảy ra. Và đặc biệt là cái phương pháp LASIK này thì sau khi tái cận, nếu như độ dày giác mạc của bệnh nhân cho phép thì chúng ta vẫn có thể phẫu thuật được tiếp. Và cái phẫu thuật tại sau tái cận thì rất là đơn giản, chỉ cần lật mặt lên bằng laser bổ sung là được. Dạ. Vậy sau phẫu thuật LASIK bao lâu thì mới được xem phim, và cụ thể xem phim có bị tái cận không? Đây là một câu hỏi được khá nhiều khán giả quan tâm. Sau phẫu thuật LASIK thì ngay ngày hôm sau là bệnh nhân đã có thể nhìn bình thường được rồi. Chính vì vậy bệnh nhân vẫn có thể xem phim một chút, làm vi tính một chút. Tuy nhiên không nên làm ở cái thời lượng nhiều vì như thế sẽ gây mỏi mắt và khô mắt cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể kiêng hạn chế vi tính trong vòng tuần đầu sau mổ. Đấy, và sau một tháng thì bệnh nhân có thể sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Cái khả năng tái cận thì hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề xem phim hay vi tính trong bệnh nhân ngay đầu sau mổ, và còn phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi cuối cùng gửi tới bác sĩ đó là sau khi phẫu thuật LASIK điều trị các tật khúc xạ thì bệnh nhân cần lưu ý gì? Dạ. Sau phẫu thuật là LASIK điều trị tật khúc xạ thì bệnh nhân cần phải nhỏ thuốc kháng sinh, kháng viêm và nước mắt nhân tạo ngay sau khi mổ. Và sau mổ thì bệnh nhân sẽ được tặng một cái kính để đeo bảo vệ mắt, đeo cả ngày và cả đêm trong vòng một tuần. Và khi chăm sóc mắt cho bệnh nhân thì hoặc là bệnh nhân hoặc người nhà đều phải rửa tay sạch sẽ trước khi trang thuốc vào mắt. Trong vòng một tháng đầu thì bệnh nhân không được để cho nước vào mắt. Thế và khi mà bệnh nhân có những cái hoạt động thể thao dưới nước thì phải tránh hoạt động thể thao dưới nước trong vòng 3 tháng. Bệnh nhân sẽ không được chơi các môn thể thao đối kháng trong vòng 3 tháng đầu để tránh các loại chấn thương vào mắt. Thế và đặc biệt là bệnh nhân phải tuân thủ cái lịch khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Khi có vấn đề gì xảy ra gây khó chịu cho mắt thì cần phải gọi điện cho bác sĩ và khám lại ngay. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Sau những chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, hẳn các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích về công tác điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp LASIK. Thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn.